Xin được kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Từ Nông Thôn Nhìn Ra Thế Giới. Thưa quý vị, vốn xuất hiện từ hàng ngàn năm trước đây, các bệnh lây truyền từ động vật sang người đã nhân lên gấp bội trong vòng từ 20 đến 30 năm trở lại đây. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã có những minh chứng khoa học cho thấy có khoảng 70% bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi ở người có nguồn gốc từ động vật. Đồng thời, WHO đã cảnh báo tất cả các quốc gia trên thế giới cần phải lưu ý đến vấn đề này để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và giải pháp cụ thể nhằm chủ động khống chế dịch bệnh từ động vật lây nhiễm sang người. Những bệnh này xuất phát từ mối tương tác con người, động vật, hệ sinh thái và có khả năng gây hậu quả khôn lường đối với sức khỏe con người, sinh kế, sự phát triển kinh tế và nhiều vấn đề khác. Sau đại dịch COVID-19 vừa qua, trong thời gian gần đây, nhiều bệnh như đậu mùa khỉ, Ebola, cúm gia cầm với nhiều chủng mới độc lực cao cùng nhiều loại bệnh khác đã lây truyền từ động vật sang người, gia tăng gấp bội, làm dấy lên mối lo ngại về những đại dịch mới có thể xuất hiện. Từ đó, vấn đề về phòng chống dịch bệnh lây lan từ động vật sang người hiện nay đang đòi hỏi sự vào cuộc rốt ráo của nhiều các quốc gia trên thế giới. Và đây cũng chính là nội dung mà chương trình tuần này sẽ đề cập trong những phút tiếp theo. Và để mở đầu, chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với vị khách mời ngày hôm nay, đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Văn Dung, là chuyên gia chăn nuôi thú y, một trong những vị chuyên gia cố vấn quen thuộc của kênh VTC16. Vâng, xin chào bà con. Nguyên nhân thì có đến từ sự phát triển của ngành du lịch quốc tế đã cho phép những chủng loại virus mới ngày càng mở rộng và nhanh hơn. Các hoạt động khác của con người từ đó cũng góp phần phá vỡ hệ sinh thái và thúc đẩy virus lây truyền. Chăn nuôi công nghiệp đã làm gia tăng nguy cơ lây lan mầm bệnh giữa các loài vật nuôi. Buôn bán động vật hoang dã cũng đã làm tăng nguy cơ tiếp xúc giữa con người với các loại vi khuẩn mà chúng có thể mang theo. Hay là nạn phá rừng cũng đã khiến cho nguy cơ tiếp xúc giữa động vật hoang dã, động vật nuôi và quần thể người trở nên cao hơn. Sự xuất hiện và lây lan của nhiều loại dịch bệnh từ động vật hoang dã đang là một trong những mối lo rất lớn đối với ngành chăn nuôi và dịch tễ tại nhiều quốc gia ngay trong những ngày cuối năm như hiện nay. Vâng, thưa tiến sĩ Trương Văn Dung, ông đánh giá như thế nào về cái tình hình dịch bệnh từ động vật lây sang người trong thời điểm hiện nay ạ? Vâng, hiện nay thì có thể nói rằng là cái tình hình dịch bệnh từ động vật lây sang người là một cái mối nguy hại rất là lớn. Tôi thấy rằng là cái quan trọng nhất ý, là hiện nay cái khu vực cái sinh thái nó bị phá vỡ. Và chính sinh thái phá vỡ mới hai là người Việt Nam chúng ta lại còn có một thói quen là ăn động vật hoang dã. Ăn động vật hoang dã và chính động vật hoang dã đó thì đó là những cái vector, nó đem các cái mầm bệnh và có thể truyền cho con người. Cái đấy là cái rất đáng nguy hại. Mà tôi nghĩ rằng là bên cục kiểm lâm ấy là phải kiểm tra thật chặt chẽ. Và tôi biết là đó đã có xây dựng những cái luật rồi. Thế nhưng vấn đề chúng ta phải đưa nó vào trong thực tiễn một cách hết sức nghiêm túc để đảm bảo sao cái cân bằng giữa cái khu sinh thái giữa động vật hoang dã và con người nó được cân bằng, và cân bằng thì nó mới đảm bảo được cái sức khỏe cho chính con người. Dạ vâng ạ. Tại Campuchia thì chỉ tính riêng trong năm nay thôi thì đã có 3 trường hợp tử vong. Hiện cái nguyên nhân do đâu và có cái sự lây lan như thế này thưa ông? Vâng, cái 3 trường hợp tử vong là do bị nhiễm cái virus cúm gia cầm H5N1, và tôi cũng đã theo dõi cái thông tin này. Thì nó chính là nó bị ở cái vùng mà bị dịch. Yeah. Đấy. Và người dân người ta đã sử dụng các cái da cầm bị dịch để mà tiêu thủy. Thế nhưng chúng ta cũng phải nên lưu ý một điều này, cũng không quá đáng lo ngại. Bởi vì nếu như mà muốn lây bệnh cho con người thì trong cái tế bào của con người đó nó phải cái vùng receptor ấy, thì nó phải tương thích được với cái protein HA. Bởi vì virus muốn phát triển được thì muốn hay không muốn là nó phải tiếp xác với nhau và nó vào trong tế bào của con người. Đấy, và thì nó mới gây bệnh. Thế thì như vậy, tức là không phải ai cũng có cái trên trong tế bào của con người, không phải ai cũng có cái receptor tương thích với cái protein HA. Đấy. Chính vì thế cho nên là như bản thân tôi này, tôi tham gia chống dịch từ năm 2003 cho đến tận 2018. Ngày nào cũng đi tham gia chống dịch cùng với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Nhưng mà tôi hầu như tôi không bị gì. Không được gì. Cái chính là chúng ta phải làm sao đảm bảo được cái vệ sinh, tức là vệ sinh cho nó chặt chẽ, và vào các cái vùng dịch thì chúng ta phải có những cái mũ bảo hộ tốt. Đó, thì tôi nghĩ rằng là cái đấy chúng ta hoàn toàn không thể tránh được. Không chỉ có Campuchia đâu, mà tại ở nước Pháp xa xôi thì chúng ta thấy là cũng đã xuất hiện cái tình trạng là cúm gia cầm động lực cao rồi. Vậy thì không biết là ở Việt Nam của chúng ta thì cái tình hình cúm gia cầm hiện nay như thế nào thưa chuyên gia? Thế, và không phải chỉ ở Pháp đâu mà ngay cả ở bên Hàn Quốc cũng xuất hiện cái đó. Thế thì tôi nghĩ rằng là cái việc đó là cái việc mà có thể nói rằng cái dịch cúm gia cầm nó bao trùm trên toàn thế giới. Chứ không cứ gì một nước nào cả. Thế còn trong thực tế của Việt Nam chúng ta thì tôi thấy thế này. Ở Việt Nam chúng ta thì nó xuất hiện
cái cúm AH5N1, nhưng mà sau đó thì do cái quá trình tái tổ hợp thì nó lại xuất hiện cái cúm AH5N6, rồi sau đó lại xuất hiện H5N8, rồi sau đó lại xuất hiện H5N9. Tất nhiên nó cùng có cái protein HA, nhưng mà có điều là các cái vaccine ấy mà phát triển sau và trước ấy thì sẽ không còn phù hợp đối với cái trường hợp có H5N6, hay không phù hợp với H5N8 và không phù hợp với H5N9. Cho nên là trong quá trình nghiên cứu và phát triển vaccine, người ta luôn luôn phải thay đổi những cái chủng làm sao cho nó phù hợp với cái điều kiện hiện tại. Thì tôi thấy rằng là hiện nay ở Việt Nam thì Bộ Khoa học Công nghệ cũng đã tạo điều kiện để cho cái Navico sản xuất cái vaccine, họ tiếp nhận được cái chủng mà từ CDC của Hoa Kỳ. Thế về cũng đã phát triển cái vaccine đó, và tôi là người cũng là trong cái hội đồng đánh giá cái vaccine này, thì thấy rằng là nó có thể đáp ứng được H5N6. Thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái rất tốt cho trong điều kiện của Việt Nam, chứ còn khá lâu rồi chúng ta không có cái trường hợp nào mà lây sang người. Và hiện nay thì bên cạnh cúm gia cầm thì cúm lợn nghe cũng rất là nguy hiểm. Vậy thì cái mức độ nguy hiểm cụ thể này ra sao, và Việt Nam của chúng ta có những cái biện pháp như thế nào để phòng ngừa cúm lợn, thưa chuyên gia? Tôi cái cúm lợn ấy là một câu chuyện, là tôi cho là một câu chuyện lớn và liên quan trực tiếp luôn đối với con người. Bởi vì trước đây ấy, thì chúng tôi cũng có kết hợp với CDC của Hoa Kỳ và một số tổ chức công tác quốc tế khác, và chúng tôi đã tiến hành khảo sát xem tình hình cái cúm, nhiễm cúm ở trên lợn của chúng ta như thế nào. Và qua khảo sát và đánh giá về đặc điểm dịch tễ thì thấy rằng là có thể là nó không lựa chọn bất kỳ lứa tuổi nào. Tuy nhiên là tập trung nhiều nhất là vẫn ở lứa tuổi từ 1 cho đến 5 tuần tuổi. Là cái số tỷ lệ nhiễm cao nhất. Thế và lấy dịch mũi để kiểm tra. Thế và sau khi kiểm tra hoặc là làm cái phản ứng ELISA để kiểm tra thì thấy rằng là ở Việt Nam cũng có phát hiện. Cái cúm AH1N1, cúm AH1N2 và cúm AH3N2. Thế nhưng mà tập trung nhất là vẫn là cái H1N1, và cái đấy nó lây trực tiếp giữa người và động vật thông qua cái giọt bắn. Thì cái này thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cần tôi đã nói là nó không phân biệt bất kỳ lứa tuổi nào, nhưng mà tập trung là cái lứa tuổi đó. Thế thì bây giờ vấn đề đặt ra là thế này, là chúng ta cần để tránh cái hiện tượng lây nhiễm giữa con người và thì chúng ta cần phải thực hiện vệ sinh thật tốt, chăn nuôi thì áp dụng thật tốt cái biện pháp an toàn sinh học. Đấy, vệ sinh đối với con người vệ sinh thường xuyên. Đấy, vệ sinh thường xuyên. Thế và thứ hai là đối với con người để tránh được cái đó thì hàng năm chúng ta lên đi tiêm phòng. Bởi vì cái hiện nay là cái vaccine phòng bệnh cúm ấy, là nó có cả H1N1. Vâng, tại Việt Nam dù chúng ta chưa ghi nhận trường hợp nào có liên quan đến cúm lợn, tuy nhiên theo báo cáo mới nhất từ Cục Thú y Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thì từ đầu năm 2023 đến ngày 21 tháng 11 năm 2023 thì cả nước đã xảy ra 576 ổ dịch bệnh tả lợn châu Phi tại 530 xã của 44 tỉnh thành phố. Số lợn mắc bệnh chết và tiêu hủy là trên 24.000 con. Hiện nay thì cả nước còn 125 ổ dịch bệnh tại 28 tỉnh chưa qua 21 ngày. Rõ ràng số lợn mắc bệnh chết và tiêu hủy tại các địa phương hiện nay là rất lớn, tức là trên 7.000 con. Cách đây nửa tháng, không rõ nguyên nhân gì, đàn lợn của ông Vũ Văn Nam ở thôn Trần Thượng, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, bỗng dưng đổ bệnh chết. Chuồng trại hiện nay vẫn còn đang bỏ trống. Thời điểm hiện tại, ông vẫn chưa dám tái đàn vì lo sợ lợn sẽ lại tái bệnh. Bỏ ăn 2-3 ngày xong nó sốt cao, nó sốt liên miên không có lúc nào nghỉ. Tiêm vào là trong 1 ngày, 2 ngày là nó chết. Mà nó không cầm máu nữa. Tại một số xã khác trong huyện Ân Thi, mặc dù chưa ghi nhận hiện tượng lợn chết bất thường, nhưng với áp lực giá lợn hơi giảm trong khi giá thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y tăng, nhiều hộ chăn nuôi có tâm lý bán tháo khi đàn lợn có dấu hiệu bệnh ốm. Ở thời điểm này là cứ lợn bỏ ăn là không tiêm chọc nữa, là không chữa, là bán luôn thì là còn tiền, nếu mà đã tiêm vào rồi là bán là nó không được tiền. Có nhiều các bạn bè, các xã, các huyện xung quanh chia sẻ là cứ có thể yếu, chưa biết nó nguyên nhân gì, có thể không phải là dịch tả nhưng mà họ cứ bán tháo. Cũng do thời tiết vào giai đoạn chuyển mùa là điều kiện để dịch bệnh trên đàn vật nuôi phát sinh, phát triển như bệnh tụ huyết trùng, viêm phổi dính sườn hay dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, theo đánh giá của các cơ quan chức năng, dù lợn hay đàn vật nuôi mắc bệnh gì, khi phát hiện khu vực có dịch, chính quyền và người dân địa phương cần báo cáo lên cấp trên để có biện pháp chỉ đạo kịp thời, tránh để xảy ra tình trạng bị động bất ngờ. Ban toàn tỉnh thì đến nay
lác đác có một số trường hợp là các bệnh thông thường xảy ra trong cái thời điểm giao mùa. Thứ nhất là tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cho gia súc gia cầm nhằm tạo ra cái sức miễn dịch chống lại mầm bệnh, tăng cường công tác khử trùng tiêu độc, vệ sinh môi trường chuồng trại chăn nuôi và các dụng cụ phương tiện vận chuyển thức ăn gia súc tiết ra ngoài môi trường. Riêng đối với dịch tả lợn châu Phi, mặc dù bệnh này đã có vaccine được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt và đưa vào tiêm thương mại gần nửa năm nay, nhưng điều nghịch lý, số lượng hộ sử dụng vẫn rất nhỏ giọt, trong khi dịch bệnh đang bùng phát mạnh trở lại. Hiện nay là cái vaccine này thì mới được sử dụng để tiêm phòng cho đàn lợn thịt với một số cái lứa tuổi nhất định mà chưa sử dụng được cho đàn lợn nái cũng như là lợn đực giống. Đồng thời giá thành vaccine còn tương đối cao. Thêm vào đó thì công tác thông tin tuyên truyền về sử dụng vaccine còn nhiều hạn chế. Với cái tình hình dịch bệnh như vậy cũng như việc sử dụng vaccine còn hạn chế như vậy thì nhận định là trong thời gian tới và một trong những cái giải pháp rất quan trọng đó là cái việc mà tổ chức tiêm phòng vaccine cho đàn lợn và thông tin tuyên truyền cũng như là hướng dẫn cái việc sử dụng vaccine dịch tả lợn châu Phi, đồng thời là có các cái đánh giá cũng như là báo cáo cũng như là thông tin công khai về cái kết quả sử dụng vaccine dịch tả lợn châu Phi tại các địa phương để cho người dân yên tâm sử dụng cái vaccine dịch tả lợn châu Phi này trong thời gian tới. Trong năm 2023, dịch bệnh xảy ra nặng nhất tại các tỉnh Lạng Sơn, đặc biệt tại huyện Lộc Bình, Cao Bằng, Trùng Khánh, Đắk Lắk, Quảng Bình, Sơn La, Bình Phước. Trước tình hình này, Cục Thú Y đang có 10 đoàn công tác đến các tỉnh trọng điểm có dịch bệnh để hướng dẫn, đôn đốc triển khai phòng chống dịch bệnh. Tổ chức hội thảo hướng dẫn sử dụng vaccine dịch tả lợn châu Phi cho đàn lợn thịt tại tất cả 63 tỉnh, thành phố. Cục Thú Y nhận định, dịch bệnh có chiều hướng gia tăng từ đầu tháng 8 đến nay và dự kiến tiếp tục tăng trong thời gian tới. Hiện nay thì chúng ta thấy là tình hình thời tiết cũng đang có sự giao mùa và từ đó cũng tiềm ẩn và phát sinh rất là nhiều những cái dịch bệnh nguy hiểm như thế nào thưa chuyên gia? Vâng, đối với cái điều kiện mà giao mùa và chúng ta lại thấy một cái đặc biệt này, có những cái bài báo họ nói rằng là có lẽ rằng là chúng ta quên dần cái mùa đông đi. Và thấy rằng là rõ ràng là vào giữa đông rồi nhưng mà thời tiết vẫn rất nóng. Đấy. Và cái thời tiết nó thay đổi như thế. Đấy. Và sáng nắng chiều mưa vân vân. Như vậy thì nó tạo điều kiện để cho các cái mầm bệnh nó phát triển. Đấy, phát triển. Thì không phải chỉ cúm đâu, không phải chỉ là cúm gia cầm đâu. Thế rồi các cái bệnh khác nó cũng phát sinh. Và nó khi nó phát sinh rồi thì cơ thể nó suy yếu đi rồi. Suy yếu thì các cái mầm bệnh khác nó không truyền lây giữa động vật sang người. Ví dụ như là tụ trùng này, hay ví dụ như tai xanh này, nó không lây sang người. Ví dụ như là cái bệnh dịch tả lợn châu Phi chẳng hạn thế, nó không lây sang người. Nhưng mà nó sẽ có cái nguy cơ để mà trỗi dậy và phát triển. Hiện nay thì chúng ta thấy là dịch tả lợn châu Phi cũng là một cái vấn đề rất là nguy hiểm. Và nhiều người lo ngại rằng là không biết bệnh này có lây sang người hay không, có truyền giữa người sang người hay không, thì ông có thể lý giải về câu chuyện này và tại sao nó lại nguy hiểm như vậy? Vâng, cái bệnh dịch tả lợn châu Phi ấy, là cái bệnh rất nguy hiểm. Nó xuất hiện ở bên đầu tiên ấy, là xuất hiện ở châu Phi năm 1926. Đấy. Và sau đó nó cứ lan dần sang châu Âu và sang Trung Quốc và cuối cùng về Việt Nam, chúng ta và nhiều nước khác. Đấy. Thế thì cái dịch tả lợn châu Phi ấy, mà nó rất là phức tạp bởi vì nó có thể nói rằng đến cái cấu trúc của nó rất là phức tạp, cho nên cái việc mà phát triển nó thành cái vaccine cho nó tốt ấy, thì rất là khó khăn. Nên chúng ta nhìn thấy rằng là những cái công ty mà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, ví dụ Intervet hay Merian, họ có sản xuất được cái vaccine này đâu. Đấy. Bởi vì họ sản xuất nhưng phải có hiệu quả, đánh giá phải có hiệu quả. Thế cho nên là hiện tại họ chưa được, với Boehringer cũng chưa làm. Đấy. Thế thì tôi nghĩ rằng là cái bệnh này thì được cái tổ chức thú y thế giới rồi tổ chức y tế thế giới đã khẳng định chắc chắn là nó bệnh nó không lây sang người. Nó cũng giống như về mặt triệu chứng lâm sàng nó gần giống như bệnh dịch tả lợn cổ điển. Rất giống nhau về dịch tả lợn cổ điển, nhưng có điều rằng là nó chết rất nhanh và sốt rất nhanh và chết rất nhanh. Thì đấy là cái rất nguy hại, người ta đáng ngại nhất. Nếu như mà dịch bệnh nó bùng phát và nó lan rộng thì cái khả năng thiệt hại nó lớn như thế nào thưa chị? Vâng, khi mà dịch nó bùng phát ấy, thì nó có một cái thiệt hại cực kỳ lớn thế này này. Tức là cái bệnh này, như đã nói là bệnh này, bệnh lây lan cực kỳ nhanh. Cho nên là phải khi mà phát hiện ra là phải thực hiện cái biện pháp đúng theo luật thú y, là phải thực hiện tiêu hủy hoàn toàn. Đấy. Không phải tiêu hủy đàn lợn hay không, mà tiêu hủy vào toàn bộ những cái môi trường xung quanh phải được thực hiện một cách hết sức chặt chẽ.
Có thể dùng vôi bột hoặc là dùng các cái viết côn hoặc là cái formaldehyde để mà diệt. Thế mà diệt không phải chỉ một lần mà diệt nhiều lần thì chúng ta mới có thể diệt được cái mầm bệnh đó và có thể tái đàn trở lại. Đấy là cái câu chuyện rất khó. Và có một cái nghịch lý hiện nay là mặc dù là dịch tả lợn châu Phi lan nhanh rất là nhanh mau, nhưng mà cái tỷ lệ bao phủ vaccine trên đàn lợn thì vẫn không cao. Đây là một cái nghịch lý tồn tại. Tôi cho đây là một cái nghịch lý mà tôi nghĩ rằng là trong cái lúc nước sôi lửa bỏng như thế này thì chính phủ chắc cũng phải ra tay. Ra tay và giúp đỡ một cái phần nào đó về tài chính. Bởi vì cái vaccine này là nó sản xuất ra thì giá thành nó hơi cao. 35.000 một liều. Đấy, giá thành nó hơi cao. Thế cho nên là người dân nhiều khi người ta cũng thứ nhất người ta e ngại, bản thân người ta bán con lợn đã thấy khó khăn rồi. Bây giờ tiêm phòng như thế thì người ta cũng cảm thấy e ngại. Cái thứ hai là tôi dường như là người dân chưa tin tưởng lắm, chưa tin tưởng vào cái hiệu quả của vaccine lắm. Thì tôi nghĩ rằng cái này cần phải được tuyên truyền một cái hết sức nghiêm túc. Và bởi vì nó cái dịch nó xảy ra trước đây ấy, nó đã từng xảy ra ở Bình Định, xảy ra ở Quảng Nam, xảy ra ở Đà Nẵng. Đấy, khi tiêm vaccine xong dịch nó bùng phát lên. Thế thì đấy là cái tôi cho rằng cái đấy là cái mà làm cho người dân người ta cảm thấy chưa yên tâm. Thế thì chúng ta cần phải có cái tập huấn và chỉ bảo thật rõ là lợn loại nào thì tiêm được vaccine, loại nào chưa tiêm được vaccine. Ví dụ như lợn nái và lợn được giống là hiện nay vẫn chưa tiêm được, vaccine, đúng không? Thứ hai là cái lợn con mới sinh ra là chưa tiêm được. Đấy, thì cái đó là cái mình phải rất quán triệt thật rõ những cái việc như vậy để tránh những cái tình trạng nó xảy ra mà làm mất lòng tin đối với người dân. Hiện nay thì trong cái phóng sự vừa rồi chúng ta thấy rõ ràng là cái bức tranh của ngành chăn nuôi năm nay cũng vẫn còn khá là ảm đạm với rất nhiều những lý do, trong đó có lý do dịch bệnh nữa. Thì là một người đã có nhiều năm theo dõi ngành chăn nuôi thì ông nhận định như thế nào về cái vấn đề này? Tôi nghĩ rằng là cái không phải là chỉ riêng tôi lo ngại, mà trong cái hệ thống về thú y của cục thú y rồi của cục chăn nuôi của trong hệ thống nói chung thì đều cảm thấy lo ngại. Đấy, là vì sao? Là hiện nay chúng ta sản xuất ra. Đấy. Thế nhưng mà cái việc tiêu thụ, cái giá thành của sản phẩm, tức là khi bán ấy, là nó hoàn bị lỗ. Đấy. Chính vì thế cho nên cái việc tái đàn của người dân người ta cũng cảm thấy là rất là ngại. Thứ hai là cái dịch cúm gia cầm nó cũng vẫn xảy ra. Đấy. Chính vì chúng ta phải trộn quẹp có quy hoạch. Đấy. Và trong cái chương trình là phải nó có quy hoạch. Những cái quy hoạch đảm bảo an toàn dịch thì chúng ta mới xuất khẩu được. Nhưng chúng ta không xuất khẩu được thì tôi nghĩ rằng là cái đấy là cái rất khó khăn. Qua đó tôi cũng nhìn thấy rằng là cái tốc độ phát triển về ngành chăn nuôi nó đang có đi xuống. Vâng, thưa quý vị, cũng xin được chia sẻ thêm là dịch tả lợn châu Phi được phát hiện chính thức tại Việt Nam vào tháng 2 năm 2019 và sau đó nó đã có sự lây lan một cách nhanh chóng ra khắp các tỉnh thành. Từ đầu năm đến nay thì cả nước đã xuất hiện trên 530 ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi, gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi. Và trong tình hình cần phải đảm bảo nguồn cung thực phẩm thịt lợn cho thị trường Tết Nguyên Đán thì việc phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi một cách hiệu quả đã trở thành một nhiệm vụ cần thiết. Còn tại Trung Quốc, kể từ khi mà Bộ Nông nghiệp và các vấn đề nông thôn Trung Quốc MARA xác nhận đợt bùng phát đầu tiên tại tỉnh Liêu Ninh vào ngày 3 tháng 8 năm 2018, thì dịch tả lợn châu Phi đã được phát hiện tại 32 tỉnh khu tự trị đô thị đặc khu hành chính. Và đến nay thì đất nước Trung Quốc đã phần nào kiểm soát hạn chế dịch tả lợn châu Phi. Bài học chúng ta cần học hỏi ra sao cũng đã được Cục Thú y, Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đặc biệt quan tâm trong khuôn khổ hội thảo thực trạng ngành chăn nuôi lợn ở Việt Nam và Trung Quốc, các kinh nghiệm ứng phó bệnh dịch tả lợn châu Phi được tổ chức mới đây tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giữa tháng 11 vừa qua. Chia sẻ về những kinh nghiệm của các doanh nghiệp Trung Quốc trong việc phát triển vaccine cũng như những biện pháp hạn chế dịch tả lợn châu Phi, Tiến sĩ Jin Chu Yan, tập đoàn Xinju cho biết, sau rất nhiều thử nghiệm cùng những khó khăn và các bài học kinh nghiệm, đến nay, phương pháp cách ly và xét nghiệm đa chiều tạo một bức tường phòng vệ là phương pháp hiệu quả để phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Giờ đây, mô hình nhà máy chế biến thịt lợn trong tương lai của chúng tôi đã thay đổi. Chăn nuôi lợn nái tại chỗ, lợn được phối ngoài trang trại, nhà máy thức ăn chăn nuôi tập trung. Trong đó, các trang trại đều có lợn nái cụ kỵ, ông bà tại chỗ, đảm bảo an toàn dịch bệnh. Hội thảo cũng ghi nhận các ý kiến chia sẻ của các nhà khoa học Việt Nam và các địa phương trong việc thực hiện các biện pháp an toàn, nhất là tiêm vaccine trong phòng ngừa dịch tả lợn châu Phi. Tiêm vaccine nó mang lại 3 tác dụng. Thứ nhất là giảm cái xác suất nổ dịch. Nếu như tỷ lệ dự tính đạt trên 90% thì xác suất nổ dịch cũng sẽ tương ứng tầm đấy, giảm được xác suất nổ dịch. Và thứ hai, nó giảm được cái mức độ lây lan trong trại, lây lan trong chuồng, lây lan trong trại để chúng ta có thể xử lý, có thêm thời gian để xử lý và làm đồng bộ với các biện pháp an toàn sinh học khác. Và thứ ba là nó giảm thiệt hại với những chuồng, những ổ chuồng
mà đã được làm vaccine và tiêm vaccine. Cho nên sau khi tiêm vaccine thì vẫn cần thời gian 2 đến 4 tuần để đủ thời gian cho lợn sinh miễn dịch bảo hộ với những chủng thực địa. Và do đó là trong suốt thời gian này thì yêu cầu các vấn đề về an toàn sinh học cũng phải thực hiện rất là chặt chẽ. Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến đánh giá rất cao sự nỗ lực của các chuyên gia, nhà khoa học và công ty cổ phần AVAC Việt Nam, tập đoàn RTD trong việc sản xuất vaccine dịch tả lợn châu Phi dưới sự chỉ đạo của Cục Thú y, Cục Chăn nuôi và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Thứ trưởng mong muốn các nhà khoa học cần tiếp tục nghiên cứu trên lợn giống, lợn nái, học hỏi tiếp thu các thành quả của các nước trên thế giới để sớm khống chế được dịch tả lợn châu Phi. Và tôi cũng rất mong rằng chăn nuôi thú y Trung Quốc với chăn nuôi thú y Việt Nam phối hợp ngày càng tốt để chúng ta không những triển khai được cái nghị định thư với Quảng Tây mà cả với Trung Quốc. Đây tôi cho là một cái tiềm năng lợi thế rất lớn mà xưa nay chưa đặt vấn đề. Không cách nào khác là chúng ta phải làm chính ngạch, mà chính ngạch mới bền vững. Để phòng chống, kiểm soát dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi kịp thời, hiệu quả, bảo đảm nguồn cung thịt lợn trong thời gian tới, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký công điện số 1097 CDTTG ngày 16 tháng 11 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Hội thảo với sự tham gia của các chi cục chăn nuôi thú y, sở nông nghiệp của các tỉnh thành sẽ góp phần lan tỏa những kinh nghiệm hiệu quả để sớm đẩy lùi dịch tả lợn châu Phi ở Việt Nam. Dạ vâng ạ. Vừa rồi thì chúng ta thấy là có rất là nhiều những cái câu chuyện liên quan đến tình hình dịch bệnh ở trong nước và quốc tế rồi. Và rõ ràng là cái câu chuyện vaccine hiện nay được xem là một cái giải pháp hữu hiệu để đẩy lùi dịch tả lợn châu Phi cũng như là nhiều những cái dịch bệnh khác nguy hiểm nữa. Ông nhận định như thế nào về cái câu chuyện này? Vâng, thì đúng là như thế. Tức là cái như tôi cũng đã từng nói với bà con nông dân rất là nhiều lần là một trong những biện pháp quan trọng nhất là sử dụng vaccine để phòng bệnh. Bởi vì sử dụng vaccine phòng bệnh nó sẽ đem lại cái hiệu quả kinh tế tốt nhất. Đấy, vì giá cả nó cũng vừa phải. Tôi không nói cái gì tả lợn châu Phi, bởi vì giá lợn châu Phi thì giá hơi cao. Nhưng mà còn đối với các cái khác ấy, thì giá nó rất rẻ. Nhưng nó lại đem hiệu quả rất là cao. Đấy. Thế còn đừng để đến khi mà dịch bệnh nó xảy ra rồi mà đi điều trị tốn kém. Cái đấy tốn kém hơn rất là nhiều. Thì tôi nghĩ rằng là cái sử dụng vaccine là quan trọng, nhưng đặc biệt đối với dịch tả lợn châu Phi ấy, thì tôi nghĩ rằng cần phải có tổ chức tập huấn một cách hết sức chặt chẽ để nói rõ cho bà con biết rằng đối với cái bệnh này là chúng ta chỉ tiêm được ở cái lứa tuổi này. Và đối với lợn đực giống hay lợn nái sinh sản thì chưa tiêm được, thì mình phải nói rất rõ chứ tránh để cho người ta tiêm vào rồi bắt đầu dịch bệnh xảy ra thì sau này chúng ta rất khó giải thích. Vâng, và để phủ vaccine một cách rộng rãi hơn trong thời gian tới thì chúng ta cần phải có những cái biện pháp như thế nào thưa chuyên gia? Vâng, thì tôi nghĩ rằng thế này, tức là để đảm bảo cái bệnh dịch tả lợn châu Phi có thể ngăn chặn được ấy, thì tôi nghĩ có hai mặt của vấn đề. Một mặt là chúng ta động viên người dân tham gia cái chương trình đó. Nhưng mặt thứ hai, đối với người dân nổi lượng có lợi ích kinh tế. Tôi cho rằng là chính phủ nên có cái can thiệp một phần nào. Ví dụ như cái giá hiện nay là 35 nghìn đồng một mũi. Đấy, thì nên chăng nhà nước sẽ giúp đỡ cho họ, cho người dân được khoảng từ 15 cho đến 20 nghìn đồng, thế còn người dân được khoảng chừng 10 hoặc 15 nghìn đồng. Thì tôi nghĩ như thế nó sẽ cân bằng. Ở thời giai đoạn này thôi, còn đến khi nó đã ổn định rồi thì người dân phải tự bỏ tiền ra để mà tiêm. Ngoài cái việc tiêm vaccine thì người chăn nuôi cần phải có những cái biện pháp như thế nào để có thể là phòng chống bệnh cho đàn vật nuôi của chúng ta hiện nay? Đấy, cái phòng chống bệnh cho hiện nay ấy, thì tôi nghĩ rằng là cái không phải cứ gì bệnh dịch tả lợn châu Phi đâu, mà tất cả các bệnh khác thì cái biện pháp an toàn sinh học là cái biện pháp tương đối có hiệu quả nhất. Và chúng ta thì trong 1-2 năm gần đây chúng ta mới nói đến vấn đề biện pháp an toàn sinh học. Chứ còn đối với châu Âu, nhất là khi mà tôi còn đang học ở bên đó, thì tôi thấy là cái biện pháp an toàn sinh học người ta áp dụng rất tốt ở bên châu Âu. Chính vì vậy cho nên cái dịch bệnh mà xảy ra đối với châu Âu rất là hạn chế. Thế thì tôi nghĩ rằng là biện pháp an toàn sinh học là cái gì? Chúng ta định nghĩa rất đơn giản, đó là việc ngăn chặn những cái mầm bệnh mà nó từ ở bên ngoài môi trường, nó có thể xâm nhập vào trong trại và gây dịch cho trại. Là chúng ta cần phải khống chế thật tốt những cái trường hợp này và khống chế từ xa.
thì chúng ta hoàn toàn có thể đảm bảo được. Ngay kể cả dịch tả lợn châu Phi nó xảy ra như thế, nhưng nếu chúng ta áp dụng thật tốt cái biện pháp an toàn sinh học, kể từ khi tạo giống, thức ăn đưa vào, kể từ nước uống đưa vào, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta giải quyết tốt tất cả những cái thứ đó, thì cái việc mà hạn chế được cái dịch bệnh tả lợn châu Phi hay bệnh cúm gia cầm chúng ta có thể khống chế được. Vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn sự chia sẻ của tiến sĩ Trương Văn Dung đối với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, cho đến nay thì thế giới đã ghi nhận khoảng 200 bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người với nhiều những tác nhân khác nhau. Và dù dịch tả lợn châu Phi không lây nhiễm trực tiếp cho con người, nhưng mà nó lại khiến lợn mắc các bệnh khác nguy hiểm như là tai xanh, cúm hay là thương hàn. Các dịch bệnh như là tai xanh, cúm, sốt phát ban gây nguy hiểm cho con người. Dịch đặc biệt là đối với bệnh tai xanh thì do vi khuẩn liên cầu lợn phát triển, khi mà lây sang người, một số trường hợp có triệu chứng là nhiễm độc đường tiêu hóa hay nặng hơn là có thể mắc viêm màng não nữa. Cục Thú y Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng nhận định nguy cơ dịch tả lợn châu Phi tái phát và lây lan trên diện rộng trong thời gian tới là rất cao, do chăn nuôi nông hộ ở nước ta vẫn chiếm tỷ lệ lớn và không đảm bảo các yêu cầu chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Đặc biệt, việc buôn bán vận chuyển lợn, giết mổ lợn bệnh cũng như là tình trạng không theo báo cáo đúng quy định còn diễn biến nhức nhối ở một số địa phương, doanh nghiệp và người chăn nuôi. Tỷ lệ phủ vaccine còn hạn chế do một số địa phương, chủ nuôi lợn chưa thực sự quan tâm, còn tâm lý e ngại chưa tiêm cho đàn lợn. Do đó, trong thời gian tới, thì Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sẽ tiếp tục đề nghị các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân của chúng ta hiểu rõ hơn về hiệu quả của vaccine. Đến đây thì chương trình Từ Nông thôn nhìn ra thế giới tuần này xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại.